Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mấy anh em mình hôm nay có một cái chuyến đi rất là vui vẻ luôn mọi người. Và bây giờ anh em đang trên đường đi tới bãi biển để tắm á. Rồi bắt đầu đi lên nhà ga bắt về nhà các bạn ạ. Rất là vui luôn. Biển rất là đẹp các bạn. Nói chung là hôm nay rất là phê luôn mọi người. Thiên nhiên cũng như là núi rừng ở đấy, biển cả thì rất là tuyệt vời luôn. Và mọi người thì ai cũng rất là hứng thú và phấn khích khi đến những cái nơi như thế này này mọi người. Nó khá là nắng mọi người ạ. Cho nên những cái người nào thích thôi, thích có những cái trải nghiệm, thích có những cái chuyến đi như thế này á, thì họ mới hứng thú. Mấy anh em mình đi chơi từ lúc sáng đến bây giờ các bạn, nhưng mà ai cũng thấy rất là vui. Thì mình làm những cái video này á, vừa lưu lại những cái kỷ niệm về cái cuộc sống của mình lúc mình còn đang ở Nhật Bản á. Rồi sau này á, mình về Việt Nam, mình sau này mình muốn xem lại những cái thước phim như thế này á, thì nó rất là ý nghĩa luôn các bạn. Thực sự là như vậy á. Có một số bạn á, đã từng đi qua Nhật và trở về Việt Nam, hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Nhật Bản, ở Việt Nam ấy, thì họ xem những cái tiểu phim của mình á, thì họ rất là thích các bạn. Tại vì họ cảm nhận được cái cuộc sống, cái cảnh vật cũng như là nhiều cái thứ khác mà họ đã trải qua ở Nhật Bản rồi á, mà họ quên. Họ quên lưu lại những cái kỷ niệm, những cái thước phim như vậy ấy các bạn. Cho nên họ xem lại những cái này á, thì họ rất là thích luôn. Ở Nhật Bản các bạn, cái môi trường, cái văn hóa, cái công việc, cái cuộc sống á, thì nó cũng khác ở Việt Nam rất là nhiều. Cái cảnh vật mọi thứ á, nó cũng rất là khác luôn. Quá đẹp luôn các bạn. Hello, hello, hello. Hôm nay da đẹp luôn Đình ạ, em ạ. Đây, em qua được mấy tháng rồi Đình? Em qua được mấy tháng rồi? 3 tháng rồi đúng không? 3 tháng là quá sớm. 3 tháng mà em đi rất là nhiều nơi rồi. Thế đấy, 3 tháng mà em đi nhiều nơi, trải nghiệm quá là nhiều rồi, rất là vui rồi. Sau này mấy anh em cô hai qua mấy anh em cùng dắt mấy đứa đi, cứ làm những cái bình thường thôi, đừng có phá phách, đừng có làm quá cái này cái kia là được. Chưa đi gần thôi. Rừng à? Leo núi rồi. Rừng mùa này thì đi leo núi, thì cho nên bảo là chủ nhật đi leo núi với anh. Anh dần tới mấy cái chỗ mà nhiều cây bi quá. Nó mọc nhiều lắm, giờ nó chín rồi. Mùa ngọt lắm, ăn ngọt lắm. Vitamin khá là nhiều á. Chủ nhật đi. Alo về anh bạn kia nghe, ông bà đồng hay leo núi với anh lắm. Leo vừa khỏe rồi mà vừa hải trái ăn ngon. Trời hôm nay nắng đẹp quá hè. Trời hôm nay đi quá đẹp luôn. Không mưa là khỏe rồi. Chứ 2 hôm vừa rồi mưa nhiều quá đúng không? Thôi cố gắng. Nhân cái thau quá vậy ta. Thau là trôi từ Việt Nam qua nè. Hả? Thau này trôi từ Việt Nam qua đó. Mồm em nói cái gì cũng được rồi đấy. Ê, bảy từ trong mồm em ra nè. Đấy. Sinh năm nay em bao nhiêu tuổi sinh? Sinh. Câu này anh hỏi em không biết bao nhiêu năm rồi đấy. Nhưng bây giờ khán giả anh nghe thì em muốn cười. 10.000 người đang xem em. Trả lời cho đàng hoàng xem nào. Cái này không thể tiết lộ được. Khi mà không đến cá nhân thì đàn vật là như là kể rất là... Làm lơ gì mà không tiết lộ gồm rửa. Em là sát thủ à? Không, cái này người ta... Phê hết, phê đúng không? Quả phê luôn. Đi từ nay về ngủ ngon. Nói chung hôm nay là em cũng hoàn thành được 15 cái số rồi đó. Xin ạ. Không chạy bộ nhưng mà đi bộ thôi. Nắng không? Nắng chứ.
được đi chơi, được ăn hàu, được nướng hàu, mà còn mang về nhà ăn nữa, đúng thiệt sướng, quá sướng. Ô, tàu chạy kìa, tàu cao tốc, tàu chứ, tàu tục cứu kìa. À. Đó đâu phải chạy năng quốc gia đâu. Chạy đâu? Ai chi? Chạy con chú Trung Quốc kìa. Mà chạy đốt chú Trung Quốc quá. Hai con ốc cái này ai cầm về không? Hai cái vỏ ốc đẹp á. Ui ui. Này đôi giày của cô bé quăng khăn đỏ này. Thôi đây xuống em nó xuống đây mà tắm mẹ đi. Xuống tắm gái rửa tôi gái rồi về. Em có tội lỗi gì xuống gột rửa tôi lỗi đấy xin kìa. Em trong trắng luôn. Trong trắng cái đéo gì tôi lỗi đây đẩy cả người ra trong trắng cái đéo gì. Anh có tội lỗi gì thì xuống mà rửa cho sạch đi.